trong đó là anh Khoa Duy Nhân của mô tô Lan Khoa đang được phép tay đôi. Nói sơ qua về mô tô Đăng Khoa là mình đã quen từ hồi mười mấy năm về trước kìa, từ năm mà 2006, 2008, từ lúc mà anh chơi con CB400 độ dữ nhất Việt Nam luôn, CB400 độ búa đồ. Thì tới hiện nay thì bây giờ anh là một trong những người mà Dyno ở thành phố Hồ Chí Minh về xe phân khối lớn là dữ dằn nhất, và toàn bộ xe của nhà mình đều được bỏ bên đây Dyno. Thì hôm nay mình bỏ đây hai chiếc, một chiếc là con Ducati 899 của mình, vì mình mới vô một cái bộ mô tô hoàn toàn mới, kèm với lại mình thay bánh lớn nên bắt buộc phải dyno lại để cho cái xe nó mới có cái độ mượt như mình mong muốn. Ngoài ra nó còn con CBR 250 mà đời 992 nữa cũng đang đợi dyno đấy. Thì bây giờ là anh Khoa sau một cái lần mà anh chạy thử để anh biết được cái xe nó như thế nào, thì bắt đầu anh Khoa sẽ tính chỉnh những cái hệ thống điện tử để cho ra những cái con số để mà cho vào một cái máp thứ hai đồng hồ để mình chạy lại xem thử coi nó mượt hay không ha. Đó, còn bây giờ thì mọi người có thể nhìn anh Khoa ở trong cái phòng dyno đây chỉnh máy, và ngoài ra mình có thể đi tham quan một cái dòng sơ về bên tiệm mô tô Đăng Khoa. Cái là khi ở cái đầu á là nó bây giờ mình xét lại thì nó sẽ vượt ở cái đầu làm cho thấp nào đó cũng được.
anh Khoa mà nói chung anh Khoa là quen đã mười mấy năm và một những người mà mình tin tưởng để mà giao những xe của mình cho anh Khoa đại nô. Tới thời điểm hiện tại là còn là chỉ đưa cho mình anh Khoa thôi. Mọi người có ai có nhu cầu cứ ghé ủng hộ anh Khoa nhé. Rồi cảm ơn mọi người.